Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm não Nhật Bản năm nay, ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, chủ nhiệm chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, ngành y tế đã chuẩn bị sẵn sàng và sẽ cung ứng đủ vaccine tiêm phòng theo lịch. Ông Hiển cũng khẳng định cho đến nay vaccine tiêm phòng bệnh viêm não Nhật Bản trong chương trình tiêm chủng mở rộng không thiếu. Ngành y tế sẽ cung ứng đủ vaccine tiêm phòng theo lịch, thậm chí nếu cần các chiến dịch tiêm bổ sung các bệnh khác như sởi bại liệt, đáp ứng nhu cầu của người dân hiện nay. Nhiều năm nay, ngành y tế sử dụng vaccine viêm não Nhật Bản của công ty vaccine và sinh phẩm số 1 của Việt Nam sản xuất. Với công nghệ chuyển giao của Nhật Bản, hiệu quả những năm qua cho thấy tỷ lệ đối tượng mắc bệnh này đã giảm đi đáng kể. Vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản ở Việt Nam sử dụng từ năm 1997 đến nay. Từ năm 2014 sẽ chính thức đưa vaccine này được sử dụng 100% tại các quận, huyện, xã, phường trong cả nước.